Xin chào mọi người. Hôm nay em mời mọi người cùng đi trải nghiệm gỡ lưới cá ở sông nhé. Rất là vui luôn. Cá đang còn tươi, còn sống này. Cá rô rất đẹp. Cá rô rất đẹp nha mọi người nha. Chú cá đấy, đi thế này vui lắm mọi người nha. Thank you.
Xin chào mọi người nhé, mình quay clip ngắn cho nó dễ xem. Tí mình quay tiếp clip cho mọi người xem tiếp nhé. Xin chào, tạm biệt.